hai chị Abo sẽ test hai con bọ ngựa gửi đi single nha. Mã của nó là 6661-TB, giá là 235.000. Rồi chúng ta sẽ thử con đầu tiên. Đây là Pin nè. Có khi nào hết pin thì mình mở pin ra mình gắn vào nha. Chị hai chị sẽ lấy pin của cửa hàng thay thay vào cho mình nha. Đèn nó đang hoạt động chạy lên nè, còn cái nút đó là xoay 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 xoay, xoay ha. Hello. Rồi chạy lên chạy lên hai nút ha, vừa chạy lên và nút xoay nó chỉ có hai nút thôi. Cái này là pin thường nè, cho nên khi hết pin thì mình cứ thay pin ha, tắt không tắt đi. Rồi bây giờ sẽ tự tiếp theo tới con kia ha, và cách dùng của nó cũng tương tự như con này nha.